Rồi rồi, đừng có dịp phanh ra với người mẫu nè. Người mẫu đẹp trai nè. Chị Hề đứng mới đớt. Chị Hề đứng mới đớt, chị Lan đứng mới đớt. Ông ổn vẽ tiền bạc luôn. Mà thầy không bị bạc á, cái hình đẹp. Chữ cũng mấy tố lại. Năm mười mấy năm rồi. Mấy tố chữ lại. Mấy tố chữ lại. Mười ba năm rồi đó. Mười ba năm rồi. Anh luôn ở không đem đa. Đứa chụp em, chụp bằng ngoài. Bắt được tài trần, có người ăn trộm 2 rìa vàng á. Không bị túi thúi à. Mới lấy lại chụp lại rồi. Rồi ok. À được, đái được nè. Đừng im. Có người ăn trộm và bớ lan, có người ăn trộm và á. Trở về trộn ngon lắm. À, rồi làm họ làm cái chứ chua kìa, họ kéo làm cái chứ. Trồng rụng đây đây này. À. Sung, à sung và hạ. Mấy đại rụng rụng đấy này, họ bức đai nó chứ. Rụng đai không hại hả, cục rụng đi á. Ừ. Đó, ai bán chứ, có ai bán luôn. Đi đầy giá rồi có ai bán luôn. Trời hạ dân đi giống cỏ đủ tay cầm, cả tay mình được mà cầm. Mẹ mụ quá mày. Cái bọc đó không thể lãng đi rồi. Quay video đây. Đi là mấy chục năm rồi mày gặp lại. Đi ngang lên mày. Mấy chục năm. Mấy chục năm. Mấy chục năm. Bảy chế, trung vô rồi, trung vô. Trung vô. Coi như là bệnh đi hết. Ai còn sơn ra chưa? Cười. Ý, không, cầu với bút đi mà đó không hả? Cầu với bút đi. Rồi chắc chưa ra. Nhiều khi 8 giờ ra lấy xe ghép. Con của Di Chậu đó. Con của Di Chậu. Chị ngoài vô. Hả? Trời đất tròn mà, trời đất tròn mà nhờ. Đúng rồi đó, chợ chụp hình chung cho vui. Trong buổi tiệc ngày hôm nay, xin trọng kính mời đại diện về phía gia đình làm bạn của chúng mình, xin gửi những lời cảm ơn và chia tất cả quý vị. Xin trọng kính mời đại diện. Xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày thật là tuyệt vời, một ngày vui của hai cháu.
và chúng tôi đến từ thành phố Đà Nẵng khi trở về quê hương của mình, trở về quê Huế, chúng tôi thấy được hình dáng của người gì, hình dáng của mẹ, hình dáng của Dương và hình dáng của tất cả bà con. Được gặp lại các anh chị sau bao nhiêu năm xa vắng, hôm nay có cái gì thật là vui. Tôi lời chúc tốt đẹp và cầu cho tất cả mọi người chúng ta được vui, được thành đạt và chúng ta cùng thể hiện năng lực của có vui vui. Xinh đẹp.
Chị Vân đấy hả? Rồi là rể chị Vân là ai? Ba của Vân đi lên. Là ba của mày đến đây đây, vậy là thằng Vân nó người ta có cái bác sĩ về. Ba bác sĩ và mẹ của bác sĩ luôn đúng không? Giờ là quay để làm bác sĩ không? Đẹp trai hả? Đấy là bác sĩ đấy. Không luôn hả? You are very handsome. Ba thằng đây nè đây. Là ai? Rồi đâu có hả? Hứng à, rồi anh Vân đó hả? À rồi chú anh Mừng đó hả? Dạ, rồi đâu đó. Là to nhất luôn á. Rồi sợ chứ. Rồi coi. Hồi nó đám cưới là mình có ra nè. Đám cưới là hôi mà con sống luôn mà. Bà đi với chị Lăng phải không? Dạ bà đi. Đường chị Lăng đúng không? Đám cưới là mà. Vui vậy. Công nhận. Ngày nay mà ai không đi Huệ đám cưới là rất tiếc. Quá vui. Quá vui. Ăn quá ngon. Cái này là con trai đầu của chị Vân, năm nay 38 tuổi, chuẩn bị lấy xe hoa không biết năm mua. 38 tuổi rồi đó. Con trai lớn của chị Vân. Duyên em kia của bé, em của Minh Ni. Em của bé chị đó. Sí, của bé Tony. Quá vui. Đầu Sí. Quá vui. Trời, ngày đi mà ai cũng đi Huệ đầm cưới là tiếng là ai mà đông đủ đấy. Quá vui. Quá đông vui, quá đông vui. Lý cho con vặn nhiều người. Đó, con vặn nhiều đó vì đi học đó xa, đi làm xa. Đó, đâu đấy kia.
Dạ. Rồi, ok. Rồi. Tới đây. Đang coi phim là diễn viên điện ảnh đây. Sunny là diễn viên điện ảnh đây. Chèo mà chèo trên càng. Không, quay qua đây nè. Họ cũng dừng để phục đức cho ta đang đi.